Chào mừng các em đến với môn toán lớp 4. Ở tiết học trước, chúng ta cũng đã cùng nhau tìm hiểu về các cách rút gọn phân số. Và hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu những kiến thức rút gọn phân số nữa ở diện nâng cao và mở rộng hơn. Tiết học này chúng ta cần đạt được các yêu cầu sau. 1. Bước đầu nhận biết về rút gọn phân số ở những yêu cầu cao hơn. 2. Vận dụng kiến thức để tự giải quyết các bài tập. Chúng ta cùng nhau đi vào bài học hôm nay. Trước hết, chúng ta cùng nhớ lại một chút về bài tập số 2 mà ở phần 1 chúng ta đã đề cập tới. Rút gọn phân số 8 phần 12. 8 và 12 cùng chia hết cho 2. Chúng ta sẽ có bước rút gọn là 8 phần 12 bằng 8 chia cho 2 trên 12 chia cho 2 và bằng 4 phần 6. 4 phần 6 là phân số chưa tối giản, vẫn có thể tiếp tục chia hết được cho 2. Chúng ta sẽ đưa 4 phần 6 về bước rút gọn là 4 chia 2 trên 6 chia 2 và kết quả cuối cùng là 2 phần 3. Như vậy là ở trong cách 1, chúng ta có 2 bước rút gọn phân số 8 phần 12 để ra được phân số tối giản là 2 phần 3. Dựa vào cách 1, chúng ta nhận thấy 8 phần 12 không những chỉ chia hết cho 2 mà nó còn có thể chia hết được cho một số tự nhiên khác 2. Đấy chính là chia hết cho 4. Chúng ta có cách thứ 2, lấy 8 phần 12 chia cả tử và mẫu cho 4. Chúng ta có kết quả phân số cuối cùng đó là 2 phần 3. 2 phần 3 chính là phân số tối giản. Từ đây chúng ta nhận ra được một điều là trong phép chia, nếu giữ nguyên số vị chia, thì số chia mà càng lớn thì thương sẽ càng nhỏ. Và ngược lại, số chia mà càng nhỏ thì thương sẽ càng lớn. Chính vì thế mà chúng ta sẽ lựa chọn cách làm thứ hai, vì cách làm đó ngắn gọn và khoa học hơn. Tương tự như vậy, chúng ta cùng đến với phân số tiếp theo, 30 phần 36. Ba mươi phần 36 thì cùng chia hết cho 2 và ngoài ra thì nó còn chia hết cho cả 6 nữa. Chính vì thế mà cô sẽ lấy 30 phần 36 để chia cho 6. 30 phần 36 mà chia cho 6 thì kết quả của chúng ta ở đây sẽ bằng là phân số 5/6. Ở dạng bài này, cô có giới thiệu thêm với các em một cách rút gọn nữa rất tiện lợi và khoa học, không kém. Ở phần này thì chắc chắn chúng ta cần đến một cuốn nháp. Các em cùng quan sát cho cô 30 phần 36. Cô viết ra nháp như sau. Cô chia làm 2 phần. 30, 36. Chú ý khoảng cách giữa 30 và 36 chỉ nhỏ thôi, không cần lớn các em ạ. 30 và 36 cùng chia hết cho 2. Nên cô viết 2 vào giữa 30 phần 36. Các em chú ý từng thao tác của cô trên nháp. 30 chia cho 2 thì bằng 15. Cô viết 15 thẳng với 30. 36 chia cho 2 thì bằng 18. Cô viết 18 thẳng với 36. 15 và 18 tiếp tục lại chia hết được cho 3. Rồi cô lại viết 3 thẳng với 2 ở phía hàng dưới một chút. 15 chia cho 3 bằng 5, cô viết 5. 18 chia cho 3 bằng 6, cô viết 6. 5 và 6 thì không chia hết cho số tự nhiên nào khác 1. Nên chúng ta có kết quả là 5/6. Cô lấy hai số ở giữa, màu đỏ là 2 với 3 nhân với nhau. 2 nhân với 3, chúng ta quan sát. 2 nhân với 3 thì bằng 6. 6 chính là số tự nhiên mà cô sẽ rút gọn 30 phần 36 cho 6. 30 phần 36 bằng 30 chia cho 6 trên 36 chia cho 6 và kết quả là 5/6.
Chúng ta quan sát, đây chính là số để chúng ta rút gọn. Và 5 phần 6 chính là kết quả, phân số tối giản mà chúng ta chỉ việc viết vào đây mà thôi. Thực ra cái bước này là bước quan trọng em phải làm ra nhá. Còn cái bước này chỉ là cái bước em chuyển cái kết quả từ nháp vào trong phân số phần trình bày bài của mình mà thôi. Rất nhanh và rất chính xác khoa học luôn. Tương tự như thế, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào bài tập. Bài số 1 yêu cầu chúng ta rút gọn các phân số 14 phần 28, 25 phần 50, 48 phần 30, 81 phần 54. 14 phần 28 và 25 phần 50 là hai phân số có tử số và mẫu số có thể chia hết được cho nhau. Chúng ta có thể áp dụng kiến thức dạng 1. Tuy nhiên ở đây, cô muốn giới thiệu với các em cái cách làm thứ ba trong phần rút gọn phân số để các em hiểu hơn. Ta đi vào phân số thứ nhất, 14 phần 28. Chúng ta thao tác ra nháp như sau. 14 và 28. 14 và 28 chia hết cho 2. Chúng ta viết 2 vào giữa. 14 chia cho 2 bằng 7. Viết 7 dưới 14. 28 chia cho 2 bằng 14. Viết 14 dưới 28. 7 và 14 tiếp tục chia hết được cho 7. Vậy chúng ta viết 7 dưới 2. 7 chia cho 7 bằng 1. 14 chia cho 7 bằng 2. 1 và 2 là hai số không chia hết được cho số tự nhiên nào khác 1. Nên chúng ta có phân số tối giản là 1 phần 2. Chúng ta lấy số ở giữa nhân với nhau. 2 nhân với 7 thì sẽ bằng 14. 14 chính là số mà chúng ta sẽ rút gọn phân số 14 phần 28 để được kết quả phân số tối giản là 1 phần 2. Chúng ta trình bày như sau. 14 phần 28 bằng 14 chia cho 14 trên 28 chia cho 14 và bằng phân số 1 phần 2. Tương tự như vậy, chúng ta sang với phân số tiếp theo. 25, 50. 25 và 50 cùng chia hết cho 5. 25 chia cho 5 thì bằng 5. 50 chia cho 5 thì bằng 10. 5 và 10 lại tiếp tục chia hết cho 5. 5 chia cho 5 bằng 1. 10 chia cho 5 bằng 2. 1 phần 2 là số chúng ta không rút gọn được nữa. Nhân hai số ở giữa. 5 nhân với 5 thì bằng 25. 25 phần 50 sẽ chia cho 25 để ra phân số tối giản là 1 phần 2. Vậy chúng ta trình bày như sau. 25 phần 50 bằng 25 chia cho 25 trên 50 chia cho 25 và bằng 1 phần 2. Như vậy chúng ta thấy là cái cách trình bày này rất là ngắn gọn, rõ ràng và kết quả phân số tối giản là chính xác. Chúng ta cũng không mất nhiều công tính toán và trình bày. Chúng ta đến với một phân số thứ ba. Phân số này chính là phân số của bài tập 1 ở phía trên đấy các em ạ. 75 phần 300 là một phân số khá lớn. Vậy chúng ta sẽ trình bày rút gọn thôi nhé. 75 và 300 có tận cùng là 5 và 0. Nó có thể chia hết cho 5. Tuy nhiên tính tổng các chữ số, cô thấy 7 cộng 5 thì bằng 12. 3 cộng 0 cộng 0 thì cũng bằng 3. Vậy mà cũng cùng chia hết cho 3. Vậy cô lấy 75 phần 300 chia cho 3. 75 chia cho 3, cô ra kết quả là 25. 300 chia cho 3 thì có kết quả là 100. 25 và 100 có tận cùng là 0 và 5 thì sẽ chia hết cho 5. Vậy cô chia cho 5. 25 mà chia cho 5 thì bằng 5. 100 chia cho 5 thì bằng 20. 5 và 20 tiếp tục chia hết cho 5.
5 chia cho 5 bằng 1. 20 chia cho 5 bằng 4. 1 phần 4. 1 và 4 là số không thể rút gọn được nữa. Nên chúng ta có kết quả là 1 phần 4. Lấy các số ở giữa nhân lại với nhau. 3 nhân 5 bằng 15. 15 nhân 5 thì bằng 75. 75 chính là số mà cô sẽ rút gọn phân số 75 bằng 300. Và để có phân số tối giản là 1 phần 4 thì mấy như sau: 75 phần 300 bằng 75 chia 75 trên 300 chia 75 bằng 1 phần 4. Các phân số trong bài tập số 2, chúng ta cũng sử dụng cách rút gọn đó để tìm phân số bằng phân số 2 phần 3. Và bài tập số 3 cũng sử dụng các cách rút gọn đó, chúng ta tìm xem phân số nào bằng phân số 25 phần 100. Chúng ta cùng đến với dạng tiếp theo của kiến thức rút gọn phân số, đấy là dạng số 3. Dạng số 3, chúng ta cùng chia nhẩm tích ở trên gạch ngang và tích ở dưới gạch ngang cho nhau. Các em quan sát vào mẫu bài tập số 4. 2 x 3 x 5 trên 3 x 5 x 7. Chúng ta nhận thấy cả tử số và mẫu số có 3. 3 chia hết cho 3. Và chúng ta cũng nhận thấy một số nữ đó là 5. 5 chia hết cho 5. Và chúng ta chỉ còn lại hai số đó là 2 và 7. Kết quả của phân số sẽ là 2 phần 7. Ta đến với câu B. Nhân 7 nhân 5 trên 11 nhân 8 nhân 7. Tương tự như hai phép tính đầu, chúng ta sẽ tự làm cho cô phép tính thứ ba. 19 x 2 x 5 trên 19 x 3 x 5. Hãy làm và gửi kết quả ở phần dưới video này cho cô nhé. Tiếp theo, cô mời các bạn đến với một dạng nữa trong phần rút gọn phân số, đấy là dạng thứ tư. Tìm hiệu của tử số và mẫu số, có nghĩa là chúng ta lấy số lớn trừ đi số bé, sau đó tách hiệu ra thành tích của hai số để chúng ta lựa chọn xem một trong hai số đó số nào phân số có thể chia hết. Chúng ta đi vào phân số thứ nhất, rút gọn phân số 124 phần 217. Ở cái dạng bài tập này thì chúng ta cần phải có nháp. Chúng ta trình bày ra nháp như sau. Chúng ta lấy số lớn trừ đi số bé, tức là lấy 217 trừ 124 thì sẽ bằng 93. 93 có hàng đơn vị là 3, vậy cô sẽ giữ 3 lại. Chia nhẩm 93 cho 3 thì cô sẽ bằng 31. Vậy 93 thì sẽ bằng 3 nhân 31. Xét 124 và 217 xem nó có chia hết cho 3 được hay không. Chúng ta cùng nhận thấy 217 và 124 thì không chia hết cho 3. Như vậy, chúng ta chỉ còn lại trường hợp là 31. 31 sẽ là số mà 124 phần 217 rút gọn. Chúng ta sẽ trình bày tiếp theo. Các bạn quan sát phần trình bày. Cô lấy 124 chia cho 31 trên 217 chia cho 31. Và sau khi thực hiện phép chia, cô có kết quả là 4 phần 7. 4 phần 7 chính là phân số được rút gọn của phân số 124 phần 217.
Để giúp các bạn nắm vững hơn, chúng ta cùng nhau làm thêm một ví dụ nữa. Rút gọn phân số 136 trên 51. Cũng lại trình bày ra nhé. Chúng ta lấy 136 trừ đi 51. Kết quả là 85. 85 có hàng đơn vị là 5. Cô sẽ giữ 5 lại. 85 mà chia cho 5 thì cô sẽ bằng 17. Vậy 85 phân tích ra bằng 5 nhân 17. 136 phần 51 thì không chia hết cho 5. Chính vì thế, 17 sẽ là số để chúng ta lựa chọn rút gọn. Cô sẽ lấy 136 phần 51 chia cho 17. 136 phần 136 chia cho 17 trên 51 chia cho 17. Kết quả cuối cùng sẽ bằng là 8 phần 3. Vậy là 136 phần 51 sau khi được rút gọn thì có phân số tối giản là 8 phần 3. Tiếp theo, cô mời các bạn đến với một dạng nữa trong phần rút gọn phân số, đấy là dạng thứ năm. Ở dạng này thì bước đầu tiên chúng tìm số dư giữa tử số và mẫu số, tức là lấy số lớn chia cho số bé để tìm số dư. Tiếp tục thực hiện phép chia đến khi nào phép chia bằng 0 thì chúng ta dừng lại. Rút gọn phân số 150 trên 100. Cô lấy 150 chia cho 100. Viết ra ngoài nhé. 150 chia cho 100 thì cô sẽ ra kết quả là 1 và dư 50. Tiếp theo, cô sẽ lấy số chia là 100 chia cho số dư là 50. 100 mà chia cho 50 thì bằng 2. Lúc này số dư của chúng ta sẽ bằng 0. 50 sẽ là số chúng ta dùng để chia, hay nói cách khác là dùng để rút gọn cho phân số 150 và 100. Cô sẽ trình bày tiếp theo như sau. 150 trên 100 bằng 150 chia cho 50 trên 100 chia cho 50 bằng 3 phần 2. Vậy là 150 trên 100 sau khi được rút gọn cho 50 thì sẽ ra kết quả cuối cùng là 3 phần 2. Mình làm thêm một ví dụ nữa. Rút gọn phân số 279 trên 341. Chúng ta lấy 341 chia cho 279. Sau khi thực hiện phép chia thì cô ra kết quả là 1 và dư 62. Cô sẽ lấy số chia là 279 chia cho số dư là 62. 279 chia 62 thì bằng 4 và dư 31. Phép chia này vẫn còn dư. Cho nên chúng ta sẽ lấy 62 mà chia tiếp cho 31 thì bằng 2 và dư 0. Dư 0 có nghĩa là phép chia đã chia hết. Vậy là 31 sẽ là số để chia. Quay trở lại phân số, chúng ta trình bày như sau. Chúng ta đem cả tử và mẫu của phân số 279 trên 341 chia cho 31. Và sau khi thực hiện phép chia ngoài nháp, chúng ta có kết quả của phân số tối giản đó là 9 phần 11. Cô có hai phân số để các em thực hiện. Và hãy comment lại cho cô kết quả ở phần dưới của video. Rút gọn phân số 120 trên 105 và 147 trên 273 theo cách làm của dạng số 5. Trong video này, cô muốn giới thiệu tới các em một số kỹ thuật rút gọn phân số ở diện nâng cao để giúp các em tiếp cận với những kiến thức mở rộng. Bài giảng của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các em ở những video sau. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.